Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa trình dự thảo tăng cường quản lý phương tiện giao thông cá nhân nhằm giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, để lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia. Theo dự thảo này, với xe máy, lộ trình hạn chế sẽ thực hiện 3 giai đoạn. Từ năm 2020, sẽ hạn chế xe máy hoạt động trong khu vực phố cổ 2 ngày cuối tuần và các ngày lễ Tết. Từ năm 2021, sẽ dừng hoạt động đối với xe máy ngoại tỉnh vào khu vực nội ô, đường vành đai 1 từ 7 đến 19 giờ hàng ngày. Giai đoạn 2 từ năm 2023 sẽ dừng hoạt động đối với xe máy ngoại tỉnh tại khu vực phía trong đường vành đai 2. Giai đoạn 3 đến năm 2025 sẽ thực hiện cấm xe máy một số địa điểm phía trong đường vành đai 3. Mặc dù chỉ là dự thảo nhưng đề án trên cũng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hà Nội đưa ra các biện pháp quản lý phương tiện cá nhân nhằm hướng tới việc giảm nạn ùn tắc giao thông trong khu vực nội đô và vấp phải nhiều quan điểm trái chiều.